Rồi, kênh Mai Vàng Hùng Anh xin chào các bạn nha. Hôm nay buổi chiều này cũng ngày 28 âm lịch tháng Giêng mình đó anh em. Thì mấy cái đầu mai, mấy đầu của cây mai em bấm cành bữa nay nó nhú nhú như vậy nè. Thì bữa nay em tiến hành em pha thuốc mà sâu bọ chỉ để phun đang hỗ trợ cho mấy cây mai mình nó ra tược cho nó ngon lành, nó đừng con bị con bọ chỉ nó ăn đó anh em. Với em cũng cộng thêm cái thuốc mà siêu bung nụ của em đặng nó kéo ra cho nó vọt cái đọt mai mình nó ra ra nó mạnh khỏe luôn anh em. Thì bữa nay thì em cũng cái cử em nói với anh em, nếu mình mới tập chơi mai mấy cái cơ đọt đầu tiên rồi nè, cái cơ đọt đầu tiên là nó quan trọng cho cây mai mình đầu năm lắm anh em, nên mình phải khi nào nó nhú nhú như vậy là anh em phải quậy thuốc sâu với bọ chỉ anh em phun lên liền nha, khỏi có quậy thuốc ngừa nấm. Khi nào mà cây mai mình nó ra đọt thẳng thớm mạnh khỏe chút nữa rồi mình hả mà cộng thuốc ngừa nấm cho anh em. Còn bây giờ mình chỉ phun thuốc sâu bọ chỉ với mình cộng chung với cái thuốc mà phân bón lá, như thí dụ như anh em này xài gót hai cũng được, đặng cho nó hỗ trợ cho cái tược này nó đi ra thẳng thớm nó mạnh khỏe luôn anh em. Còn ở đây thì em xài cái chai siêu bung nụ của em, nó hiệu quả thì em xài cái chai siêu bung nụ đặng phun cho nó kéo cái đọt này nè, mấy cái đọt này nè anh em, cho nó ra mạnh khỏe luôn ha. Thì ngày hôm qua em tính phun mà hôm qua trời mưa, lúc năm nay chắc mưa sớm quá anh em, mới hôm qua mà ở đây có mưa rồi. Để phun đặng mình bảo vệ cho cái cơ đọt này nè, cái cơ đọt này đầu năm này nó quan trọng lắm anh em phải phun. Chứ nếu anh em họ mà đặng giờ giữ cái cơ đọt này cây mai nó mạnh khỏe không, nó phục hồi mà lẹ không là cái cơ đọt này nè anh em, nên anh em phải phun thuốc như vậy là phun sâu bọ chỉ liền ha, rồi phun thêm cái phân bón lá như anh em có thai thì anh em phun có thai, có anh em thì phun Atonis, nhưng mà Atonis thì em không thích phun, phun nó thược quá em không có phun. Em có chai siêu bung nụ của em xài thấy nó công hiệu nên em xài cái loại đó, em bây giờ em không có xài Atonis nữa. Với thằng Atonis đó anh em phun nhiều quá nó bị khô cái cành này anh em, nên em đã nghiên cứu rồi nên em không có xài, chỉ xài cái thằng thuốc sâu bọ chỉ với cái thằng siêu bung nụ của em á, cái chai siêu bung nụ của em, tại vừa tưới gốc được vừa phun trên lá được anh em, đang bảo vệ mấy cái lá này nè cho nó mạnh khỏe luôn. Để ngồi mấy cái lá non này con bọ chỉ nó mê lắm nha anh em, anh em phải kỹ cái chỗ này, muốn cây mai của anh em mạnh khỏe thì anh em như nó ra như vậy nè, anh em phun sâu bọ chỉ thì em phải hỗ anh em phải hỗ trợ phân bón lá vô, không phải là phân bón lá mà phân dưỡng rễ như gót hai, thằng Atonis, thằng Gogo, anh em đều phun ở trên được, tại anh em chưa xài anh em sợ, cho em ở đây em cũng có phun rất nhiều đang bảo vệ cho cái cơ đọt này, để em mà quay cho anh em xem vậy đó. Bữa nay nó em mới tưới mà phân bữa 26 nè, cách nay hôm qua ngày nay ngày đầu nay nay nó như vô cái chai siêu bung nụ với cái chai siêu phục hồi của em cộng lại đó. Bữa nay em thấy bữa mới nhú nhú không, bữa nay nó lòi ra nè, cách nè nó bởi em thấy xài tốt thì em quay lên để cho anh em chia sẻ với mấy anh em. Rồi anh em muốn xài áp dụng theo kiểu của em thì cứ alo em chơi cái số điện thoại của em là ở trên màn hình đó, rồi em chia phân chia thuốc lại cho mà xài. Thuốc sâu của em là nó cũng công hiệu lắm nha anh em. Em xài có hai loại là mà đầu năm tới cuối năm luôn á. Nè này nó mấy cái đầu này nó bắn ra nè anh em thấy không, tưới không có tưới nước nha, mà từ bữa tư hôm qua mà nay em chưa có tưới nước đó, cái bầu của em nè tại em thò tay vô dưới đây còn ẩm ẩm nè nên anh em không có tưới nước, anh em để khô khô vậy nè, mấy cái đầu đọt này nó bung ra mạnh lắm anh em, nó mau bung lắm, anh em tưới nước cái nó lạnh rễ nó không có bung, nó chậm bung lắm nè. Bữa nay nó
nhóm cũng mấy cái đầu mà kha khá ở đây. Cái này mấy cái đầu chân nụ. Còn cái này em không có chừa, cái này chân nụ nó ra không nói ha. Nè cái này em bấm sát luôn nè, nó bung trong thân ra nè anh em. Thấy không? Phun có một cử rồi. Rồi chuẩn bị phun cử thứ hai đó. Nó nhóm mấy cái đầu này nè. Trong tự nứt nanh trong thân ra. Nè. Em thấy không? Cây này bữa hổm em phá bầu nè. Phá cái bầu đá cam vô chất chồng, thay chất chồng lại cho khách nè. Ngày bữa nay anh em thấy là tưới hai cử phân thuốc siêu bung nụ cộng với cái thằng siêu phục hồi em nay nó nhú hết trơn anh em thấy không? Để rồi bây giờ đầu mình phun thuốc ngừa sâu và chỉ nó nhú nhú vậy là mình phun được rồi. Để cộng với phân bón lá đó, cái thằng siêu bung nụ của em á, phun ở trên đây là nó ok à. Em phun cho ăn cử nữa đặng nó kéo cái thằng siêu bung nụ của em nè, nó kéo đọt ra nè, nó phát chèo nè anh em. Thì em phải xài nó một hai cử rồi sau này em xài cái chai đa chung quy lượng của em nó cũng kéo ra nữa. Nhưng mà bây giờ muốn cho kéo cho cái cơ đọt này nó ra, cái cơ đầu này cho nó mạnh nè. Nay nó nhóm hết trơn anh em. Bấm cành bữa 18 đó nè. Nhú nhú à. Nứt nanh à. Rồi thì em xài phân thuốc gì em chăm cái vườn mai em thì em quay lên để em chia sẻ với mấy anh em thôi. Thì anh em nào có muốn áp dụng theo cách làm của em làm thì làm ha. Còn đây là em cũng quay lên để cho anh em mang tính chất tham khảo rồi theo dõi cái cách chăm sóc cái vườn mai của em. Cho nó xanh tốt không, nó đạt hiệu quả không, em đã làm rồi đạt hiệu quả nhiều cũng nhiều nên em mới quay lên để mà chia sẻ với mấy anh em. Cái này cái vườn mai ăn trước của em rồi, để em tiến hành đi vô quậy phân quậy thuốc mà để mà phun mà ngừa mà bỏ chảy với kéo cái đọt mai ra cho mạnh nha anh em. Đây thì em xài cái gói thuốc này nè, cái gói thuốc hiệu kiến độc của em nè, nó công hiệu lắm anh em, xài rất công hiệu. Em xài nhiều khi tuần em phun một lần, rồi cái phun hai ba tuần, có khi rồi nửa tháng em mới phun. Tại vì mình chăm cây mai quan trọng á là cái bộ rễ nó tốt nè, bộ lá trên tốt, thì bộ rễ tốt thì anh em phải xài dưỡng rễ đồ này nọ cho nó thiệt nhiều, cho nó mạnh khỏe. Còn bộ lá nó tốt á thì sau bỏ chỉ anh em phải phun, rồi phun với thuốc ngừa nấm đồ. Anh là cây mai anh em sung mãn thì anh em ít có bị sâu bệnh lắm anh em. Em nói thiệt, chăm cây mai mà bộ rễ nó tốt ha, rồi ở trên lá đừng có sạch nấm bệnh, đừng có bỏ chỉ rồi ăn ha, là cây mai của anh em ít có tốn mà tiền thuốc xịt lắm. Cái gì nó cũng phải đi theo cái quy trình của nó. Rồi bây giờ em hai gói này nè, cái vườn mai em là phải phun cỡ 3 bình ha. Từ đây nè, tổng thể hết cái vườn mai em rồi đi ra cái vườn đằng sau này cũng khoảng 130-140 gốc gì đó anh em, vừa nhỏ vừa lớn hết đó. Ra tới đây rồi ra tới sau này nữa đó anh em thấy không. Thì em phun khoảng 3 bình, mà 3 bình đó thì em một gói này nè là pha được 22 tới 25 lít nước. Thì em phun cũng ngừa nên em hai gói này em pha 3 bình 16 lít của em. Để mà ngừa con sâu với bọ chỉ, từ hôm nay chưa có phun cử nào hết á. Bữa nay đâm ngồi rồi bắt buộc phải phun. Nó bình này 16 lít nè anh em ha. Thì hai gói này em pha 3 bình, xài công hiệu lắm anh em. Em ở đây hai loại, hai gói này với
Em còn một loại nữa là cần cần agassi này nè, agassi này nè, là em cũng như em phun hai cử hai ba cử loại agassi, rồi cái em quay lại phun hai ba cử cái loại kiến độc này thôi. Tại với em nói với anh em á, mình chăm sóc mai mà thấy xài cái loại phân loại thuốc nào nó công hiệu thì mình cứ việc xài, chừng nào á thuốc sâu á thì anh em đầu tư vô, anh em mua nhiều loại, nhiều khi xịt nó lợn thuốc thì em không nói, còn thuốc ngừa nấm ha phân thì nó cũng vậy thôi, nó có vô một cái quy trình nè, nhà nào sản xuất nó cũng có phải cái cho phân thuốc rồi cho cây mai nó tốt hết đó. Anh em đừng có mà mua tùm lum tá la rồi tốn tiền tốn bạc, cây mai nó chăm nó đơn giản lắm. Quan trọng là cái này nè, thuốc này nè, để mà giữ cái bộ lá ở trên, đừng có bị con sâu, đừng có bị con bọ chảy ăn, đừng có bị nấm, thì cái mai nó tốt khỏe rồi. Rồi ở dưới gốc anh em xài dưỡng rễ đồ này nọ ha, cái loại phân nào nó tốt, cái bộ rễ của anh em tốt, nó bắt phân liên tục thì cái mai của anh em nó không bao giờ bị bệnh, rồi nó mạnh khỏe thôi. Với anh em đừng có tưới nước nhiều, cảm thấy chăm cây mai của mình trong chậu á nha, theo mai trong chậu á, như em á là khi nào em ra em gờ cái bầu nó còn ẩm ẩm thì thôi em không có tưới nước, chỉ em phun phun trên lá thôi ha, chừng nào cái trong cái bầu nó khô em mới tưới một lần ướt đẫm rồi em bỏ đó, còn tới cử tưới nước phân là em tưới nước phân, tới cử phun thuốc là phun thuốc, còn bình thường tưới nước lạnh rồi em, bởi em ở đây em chăm mai năm nay năm rồi, chứ nhiều khi em nói anh em không tin hả, nguyên cái mùa mưa em không có tưới miếng nước nào vô cái chậu mai của em á, em nói thiệt, ra cà gờ còn ẩm ẩm là em không có tưới nước, mà chậu của em tưới là nó thoát liền luôn á, nhưng mà nước mưa nè rồi sáng mình thương mình quơ trên lá nè, ví dụ là vậy, nhiều khi mưa liên tục em bỏ luôn chứ đâu mà tưới nước, bởi chăm cây mai mà nó khô khô á là cái mai đi tự hoài à. Mà anh à, cây mai của anh em mà chèm nhẹp anh em thử đi, cây mai anh em chèm nhẹp cây mai anh em mà có đi tược mới lạ. Rồi để em quậy phân quậy thuốc rồi em tưới cho phun cho cái vườn mai của em rồi ha, rồi em quay cho anh em xem ha. Đây là em tiến hành hai gói này ha anh em, là chia cho ba bình nha, mà cái tánh em là kỳ lắm, phun phân phun thuốc là em đổ chung vô cái xô này em quậy cho nó đều ra đàng hoàng, rồi em mới ấy chứ không phải không ở như người ta mà cắt bịch như vậy rồi đổ vô bình rồi cái bơm nước vô, không có, em phải quậy ở ngoài cho nó đều nè, đó nhiều em lượng 6 lít nước vô đây thì cứ em quậy cho đều cái múc mà 2 lít cứ đổ vô cho ông bình vậy thôi, còn cái thằng siêu quân nụ nè thì coi như là mình 48 ml, cứ phun trên lá thì cũng 1 ml cho 1 lít nước, mà tưới gốc cũng vậy luôn. Thì mình xài cho nó kéo cái tược ra cho nó ngon lành. Cứ cống về ngay cái ngấn này là nó 15 ml, thì ba cống là nó 45. 45 cũng được, không sao hết anh em, nhiều hơn chút cũng không sao hết. Rồi hai thứ này anh em quậy lại anh em phun thôi, nếu anh em nào có chia rồi ba cống ha, rồi quậy đều lên thôi, thêm nhí cũng không sao, cho ba bình 16 lít vậy đó. Rồi thôi rồi em phun rồi cho anh em xem, rồi anh em mà tham khảo, chứ rồi em quậy thuốc xong rồi là tiến hành phun ướt đều cho cây mai mình luôn nha anh em, nha anh em. Đó thì em cũng làm thực tế cho anh em xem đó, phun cái cử này em phun thuốc sâu bọ chỉ hiệu kiến độc đó, để cho cây mai của em nó ra mạnh khỏe. Rồi cử sau khi nào cây mai nó lên lá lụa rồi mình mới phun thuốc ngừa nấm, còn bây giờ chỉ là phun sâu họa chỉ đi anh em, bảo vệ cái lá nó ra mạnh khỏe đi,
với phần của em phối để tưới gốc đó, nó cũng bảo vệ cái lá. Quan trọng là bây giờ con sâu với con bọ chỉ, anh em mà muốn chăm cây mai nó tốt thì phải bộ lá nó phải tốt, bộ rễ nó phải khỏe, thì anh em khỏe thì anh em phải lo tưới dưỡng rễ cho nó mạnh khỏe. Đây tới tháng 3 rồi đó, anh em tưới dưỡng rễ cho nó mạnh, cái bộ rễ nó mạnh đi. Rồi tới gầm tháng 3 anh em vô hữu cơ với NPK 30-10-10. Vậy thôi, chăm nó cũng đơn giản thôi, chứ con không có gì khó, tại anh em tự làm khó anh em thôi. Quan trọng anh em tưới nước được. Như cái này nè, em đâu có tưới nước đâu, em tưới nước thuốc rồi thôi, em không có tưới nước lạnh. Tại có lá đâu tưới nước lạnh, tưới nước thuốc như đây nó còn uống chưa hết mà. Khi nào ra lá nhiều đi cảm thấy dưới chăm mai, em nói chừng nào cái bầu khô thì mình tưới nước. Giờ còn ẩm thì thôi đừng có tưới, để thí nó đi, nó không có sao đâu, nó không có chết đâu. Cái mai khô nước nó không có chết, uống nước nó mới chết anh em. Rồi thì em cũng chia sẻ cách chăm sóc mai của em, pha phân pha thuốc gì đó để xịt cho cây mai, tưới gốc cho cây mai em cũng đều quay lên chia sẻ cho anh em để tham khảo nha. Cái này em chia sẻ để mang tính chất tham khảo, anh em nào có muốn xem thì có muốn áp dụng theo cách làm của em làm thì làm. Còn đây là cái cách làm của em ha, chăm sóc cái vườn mai của em thì em quay thực tế để cho anh em xem xài phân xài thuốc gì, rồi anh em dòm coi em chăm coi cây mai nó có đạt hiệu quả, nó có xanh tốt không, nó mạnh khỏe không. Rồi vậy em cũng phun đại khái vài cây cho anh em xem thôi ha. Rồi xin chào tất cả anh em, và anh em thấy em chia sẻ mà hợp tình hợp lý thì anh em có xem kênh của em thì nhớ cho em xin một like ha, để cho cái kênh em nó chạy cho nó mượt một chút. Rồi vậy em xin chúc tất cả anh em một buổi chiều thật nhiều sức khỏe và tràn đầy niềm vui nha. Em xin chào nha, để em đi phun để quay hoài mất thời gian anh em.